Thưa quý vị và các bạn, COVID-19 mới tồn tại trên địa cầu được 3 năm thôi mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đã biết về tất cả về nó nhưng mà thực ra không phải. Chúng ta mới khám phá ra trong thời gian gần đây rằng những cái chủng mới nó nguy hiểm hơn. Cũng như cách đây không lâu thì chúng ta cũng khám phá ra là nó có thể giao tiếp qua tiếp xúc bề mặt hoặc là giọt bắn và còn rất nhiều những chủng virus mới, những chủng bệnh khác trên thế giới, chúng ta vẫn đang mò mẫm để đi tìm đường tìm những cái cơ chế lây truyền của nó để có thể bảo vệ được cho sức khỏe của toàn cầu. Và đối với bệnh đậu mùa khỉ thì trong khi ngày càng có thêm nhiều quốc gia lần đầu tiên ghi nhận số ca bệnh tại quốc gia của mình thì tổ chức y tế thế giới cũng được cho là đang xem xét để phân loại loại bệnh này thuộc nhóm bệnh lây lan qua đường tình dục. tờ The Iris Independent, đến nay, virus đậu mùa khỉ hầu như chỉ lây truyền qua mạng lưới tình dục của những người đồng tính nam, nhưng cũng có thể lây lan qua các hình thức tiếp xúc gần khác. Do đó, các quan chức y tế công cộng hiện miễn cưỡng chính thức công nhận đậu mùa khỉ là một bệnh lây truyền qua đường tình dục, viết tắt là SIT, trong lúc WHO chưa xem bệnh này là SIT. WHO gần đây đã nhận được đề xuất chính thức từ nhà dịch tễ học Rossi Hassa tại Đại học Mercy ở thành phố New York, nước Mỹ, phân loại lại đầu mùa khỉ là STI và không nhắm mắt làm ngơ trước sự lây lan của bệnh này. Theo Reuters, trên phạm vi toàn cầu, có hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ không xem đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu đã ghi nhận có ca mắc bệnh này với tổng cộng trên 40.000 ca. Trong đó, Mỹ là quốc gia có số ca bệnh cao nhất với hơn 13.400 ca.